Chị Phương Heo, hôm nay đám giỗ á, em đi chị mấy bịch bột ngọt với một ký đường để phụ đám nha. Ủa mà sao có bánh không vô trong nhà đi, ngồi ngoài sân hè vậy chị? À thì ngồi ngoài này cho nó mát á mà. Nghĩ sao thời buổi giờ đi đám giỗ nhà người ta mà đi đường bột ngọt, trời, làm như hồi xưa vậy, keo kiệt dữ vậy bà. Ờ mà thấy cũng kỳ kỳ vậy nha. Nhớ hôm nào á tao đi đám giỗ bên nhà mày á, tao đi tiền mà. Ủa tiền là sao vậy trời? Hồi đó giờ lối xóm bà con mình á toàn đi bột ngọt cái đường không à. Thôi mày, ai mà đi kỳ cục vậy? Một á là đi tiền, hai là đi thùng bia chứ. Không ấy á, bà đem mấy bịch bột ngọt cái đường đó bà đi bán đi, rồi bà mua thùng bia cũng được vậy. Tánh tôi á là ưa tự a lắm đó. Nè hả? Nói nhiều á mà tính tôi lại nóng, mà hễ nóng tính vô á mà vỏ công cao đó nha. Bây giờ sao? Có lấy không? Có lấy tôi đem về. Thôi thôi được rồi, tao nhận, nay có tiệc mà. Mấy đứa hả, cứ vui vẻ đi. Vậy chị Cước, bữa nay em đem trái cây qua cúng mắt năm. Dạ, em gửi chị. Trời đất, mới nói bài lễ xong á, bây giờ tới bà Xuyên, bà đi y như vậy luôn. Thôi thôi đi mấy đứa, hôm nay có tiệc mà, kệ đi mấy đứa. Thôi vô nhà ăn bánh uống nước đi, rồi chừng nào á đủ bàn á rồi mình ăn tiệc ha. Đi vô vô đi Xuyên lẹ. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời? Thời buổi giờ mà đi hả đám giỗ, người ta đi 200-300 ngàn. Trời ơi, nghĩ ra sao đi chiếc cây. Vậy mà mạnh miệng lắm nha mày. Em cũng mất năm nữa làm sao. Mà mày nghĩ đi, ba mình đó giờ có ăn trái cây đâu, đúng không? Hên á, là hôm nay á không phải là bữa chính, chỉ mà mâm cơm chiều thôi đó. Chứ ngày mai mà đãi chính á, tôm mực không. Trời ơi, chắc lỗi chết mẹ luôn á. Mà mấy mẹ đó ăn như súng đạn vậy đó. Đâu phải như bụng Hồng đây, nó qua đây nó còn phụ gói bánh tét nè, mà nó còn đi 300 ngàn nữa, mà đặt phụ tiền chợ đồ đó. Phải vì 10 đứa như mày á, nhà tao cũng đỡ phải lo rồi. Em á, đó giờ đi đám là không bao giờ mà để mà tai tiếng. Đi đám giỗ là 300, còn đi đám cưới là 400. Nhiều ông á, đi thùng bia con cọp gì đó. Trời ơi, ai đâu mà biết uống. Đi tiệc là thực tế nhất đó chị. Phải chi á, ai cũng như mày á, thì gia đình tao đâu phải tính toán để mà lỗ lãi gì đâu. Thôi thôi thôi, hôm nay á là có đám giỗ đám tiệc nhỏ nhỏ thôi, cả người ta nghe được á đội quần hết cả đám à. Trời ngon quá trời luôn đó chị, công nhận nước ngọt ngon ngon quá trời luôn. Trời đất ơi, nấu á bỏ bột ngọt cả đống vô trong đó ăn muốn nhụn cái não luôn, để sao bỏ ngọt. Mày đặt chê chê mà nãy giờ ăn như hàm vậy. Chê hàm mà ăn mà cái miệng cái da non nổi luôn á. Mày nói gì vậy con kia hả? Tao qua đây ăn đám giỗ mà được mời đàng hoàng, tao bao nhiêu kiệm mẹ không? Mày chết được hết hả? Vậy theo mày á, bao nhiêu mới gọn là nhiều? Hả, cái con nhỏ sống với tiền kia hả? Thôi thôi đi chị Lệ, chị em hàng chồm sớm không à. Thôi đi chị, nhịn đi chị. Đúng rồi đó cô Lệ ơi, bỏ qua đi cô Lệ. Sao? Hả? Bây giờ mày muốn sao? Đủ rồi đó. Bữa nay là đám giỗ cha tao, mày qua đây mày quỷ hay là sao? Quỷ cái gì? Hả? Từ sớm tới giờ tao quê hai chị em mày lắm rồi hả? Đừng tưởng tao biết chị nha. Lúc nãy với bé bắp mày nói xấu tao gì? Hả? Tao nghĩ tình chị em ở làng sớm với nhau tao mới đi như hoài như vậy. Mày tưởng tao con này nghèo hả? Không có tiền hả? Tiền của tao rốt cả dòng qua hỏi mày còn được nữa đó. Nè nè, ở đây người ta đi đám giỗ bèo lắm cũng là thùng con cọp, còn mày đi cái gì? Bột ngọt với đường. Tao mà biết mày chê đồ ăn bột ngọt, tao bỏ cái thứ bột ngọt rẻ tiền á vô cái chén mày á, vô họng mày ăn á, cho mày nhũng não cho chết bà mày luôn đó. Mày đòi ai chết? Cô lại. À, mày đòi ai chết? Bà ngon hả? Mày đòi đến đây. Bà hai, bà muốn qua bển coi. Bà dám đánh không? Sao qua đây? Thử mày làm gì tao? Đó, mày ngon mà quýnh thử thôi. Mày dám đụng qua đi, dám làm gì tao không? Bà thách tao hả? Mày dám đánh tao hả này? Tao cua mau với mày luôn. Trời ơi, mày dám đánh chị tao? Mày muốn chị tao ra coi. Tao nói cho hai chị em mày biết nha, hai chị em mày á là cái con chỉ biết sống đi tiền thôi à. Mày nói nữa đi, cho con đóng vô cái họng mày vô. Mày bay vô đây nè, bay vô đây mày đánh. Mày tưởng chị hai mày là sống sót hả? Đợt trước á đi đám giỗ nhà tao hả, thì ăn con heo còn xin bán về nữa, đi mà có 100 ngàn à. Mà bây giờ hả, tao đám giỗ nhà mày có mấy bịch bột ngọt à, mà cũng xía nó tao là sao? Chị em mày á đổ nước âm binh. Thôi thôi chị Lệ ơi, chị em chồm sớm với nhau không à. Thôi mình bỏ đi chị, đi về chị ơi. Âm binh cái con mũ nội mày đó, từ đây sắp tới mày đừng có bước qua đây chơi nhà với hai chị em tao nha. Nhớ nè, hai cái con căng cái ngu ra hả mà nha. Tụi tao thích cho hai chị em mày nữa hả? Tao cấm mày bước hai chị em bước qua nhà tao nha. Bước qua nhà tao tao chặt giò hai chị em mày đó. Gì? Bữa tao thèm qua nhà mày mà, tao chẳng thèm đâu. Trời ơi, tụi nó biết điều. Quỷ à. Âm binh dễ sợ. Chị Phương, chị Thi tới nữa hả? Có, hồi nãy gây lộn cái em quên. 15 này nè, là đám giỗ ông nội em. Em mời hai chị qua đám giỗ với em cho vui nha. Ủa, Chung mày không về mày ở đây, mày định ở đây luôn á hả? Chị về trước đi, chút nữa em về. Chị tao về trước đó. Một tháng,
180 cái vỗ chắc tao chết quá. Thôi mọi người ăn tiếp đi nha. Còn gì nữa đâu ăn. Tình làng nghỉ sớm, tối lửa tắt đèn với nhau. Đám tiệc là đám tiệc, người được mời á thì người ta muốn đi cái gì á thì tùy lòng hảo tâm của người ta. Đừng có đi nó qua nó lại, để rồi đó, xảy ra những chuyện như vậy. Đừng nghĩ trên phim mới có, ngoài đời cũng có đó. Mày luộc cái gì một tiếng rưỡi không chín hả? Con gà người ta có 30 phút là chín à? Bộ mày hấp con gà trên nắp nồi hay sao mà một tiếng rưỡi không chín? Chị nói gì kỳ vậy? Em á, em biết cách luộc chứ đâu phải không biết cách luộc đâu. Mà hồi xưa giờ em luộc biết bao nhiêu con gà rồi. Chưa có thấy con gà nào á như có con gà của chị hết. Nó mất dịch mất gió gì mà luộc một tiếng rưỡi nó vẫn còn đỏ ao à, giống như là chưa luộc vậy đó. Mày mất dịch mất gió thì có mày đổ thừa con gà tao hả? Tao nói cho mày biết nha. Tao hả bán hả là mấy chục năm nay rồi. Tao bán mấy chục ngàn con gà chứ không phải tao bán một hai con gà cho mày biết nghe chưa? Mà bây giờ mày luộc con gà tao một tiếng rưỡi không chín. Mày luộc cái giống gì? Mày luộc cái kiểu gì? Hả cái nồi mày bằng cái gì? Dạ, bà cố nội ơi, bà cố nội. Con luộc bình thường, con bật bếp ga lên, con bỏ cái nồi lên, con đổ nước lên, con bỏ con gà vô mà con luộc một tiếng rưỡi chưa chứ. Bà ơi bà, bây giờ con chụp hình con gửi qua cho bà coi nó còn đỏ ao vậy sao ăn. Sáng sớm hả, tao bị rụng cái ám tao nghe chưa, thì con gà tao còn sống cho nên nó mới đỏ ao. Mày phải về mày luộc, nó mới chín. Chứ không lẽ tao luộc chín rồi tao mới bán cho mày, rồi về mày luộc nữa rồi nó mới dày rồi ăn cái gì được mà ăn. Bà ốp cái quần què gì vô con gà mà người ta luộc không chín nè bà cố nội ơi, là bà cố nội. Tao không có ướp cái gì trong đó hết trơn á, tao chứ bình thường thôi mà mày sao mày cứ nói hoài mày luộc một tiếng rưỡi không chín hả? Cái quần què gì ở đây? Trời ơi, tao bán mấy chục năm nay ha, tao bán mấy chục ngàn con gà, không lẽ hả tao bán cái quần què cho thiên hạ hết hả? Chị buôn bán mà chị ăn nói gì kỳ cục vậy? Mày muốn ăn mày dám mua gà của chị nữa. Chị ăn nói cho đàng hoàng chút nha. Mày không mua thì thôi ha, tao nói cho mày biết nha. Sáng sớm hai tụi bay được cái áp tao nghe chưa? Trời ơi, tao tức giỏi lắm tao luôn á. Tao nói cho mày biết nha, một tiếng rưỡi mà con gà mày không chín hả? Một tiếng nữa tao luộc cái dòng to nhà mày chín luôn á. Bà cố nội là bà cố nội. Bà ốp cái giống quần què gì á trong con gà thì bà nói đại là cái quần què trong con gà đi. Chứ đừng có nói hả chữ dòng họ gì ở đây. Bà muốn gì á bà qua đây nha. Cái gọi bà bé gà mới được. Alo, bà bé gà hả? Trời ơi bà ơi, bà qua tôi liền. Làm ơn bà qua tôi nha. Bà không qua là tôi chết liền cái ngày hôm nay luôn á. Đúng rồi đó, qua đây nè. Bà là có một què gì mà hạ gọi giật ngược tiền xu vậy? Gà không bằng không kẹp da cho người ta à. Trời ơi trời, bà không qua đây là tôi chết liền. Tại chỗ tôi chết vì cái cục tức á. Trời ơi, tôi nói bà nghe nha. Trời, bà nghe đi, nó nói như vậy nè, chịu nổi không nè? Bà báo con gà bà ốm giống một què gì trong đây, con luộc hoài luộc không chín. Một tiếng rưỡi không chín. Trời, gà gì mà được tiếng rưỡi không chín? Bởi vì bà hỏi tôi hỏi ai? Bởi vậy tôi nói hả, sáng sớm là gặp nó rồi, nó nghĩ sao nó nói cái con gà của tôi là luộc một tiếng rưỡi không chín. Mà bà nghĩ đi, tôi lấy gà bà thôi chứ tôi có lấy gà ai đâu. Ủa cô, con gà cô ướp cái gì mà luộc không chín? Trời, mẹ con là giao gà sống cho cô nha. Cô về cô ướp cái gì luộc không chín thì đừng đổ thừa mẹ con à. Tôi bình thường như mọi lần, bao nhiêu người ăn. Tại bà, cái mẻ gà của bà kỳ này bà nuôi cái gì, bà cho nó ăn cái gì mà tại sao người ta luộc một tiếng rưỡi không chín là sao? Bà giải thích đi. Cái gì vậy ma? Trời đất ơi, gà đây hả, tôi giao nguyên cái chợ này nè, không phải giao mình bà đâu. Giao biết bao lâu này có ai bị gì hả? Tại vì đổ thừa tôi hay sao? Cái vấn đề đây hả, bà ướp cái gì trong con gà? Tôi có cái gì hết trơn, tôi đi lấy gà của bà thôi, tôi không có lấy gà chỗ khác. Nè, tôi nói bà nghe nha, con gà của bà nó mập, nó ốm, nó ngon, nó dở, nó bụng, nó rụt, nó da, nó gì là do bà. Do cái gì? Do cái chạy gà của bà. Do cái gì? Bà nói được hả, tôi không để cho chị em với bà đó nghe. Trời ơi, gà tôi giao biết bao lâu nay rồi. Từ đó giờ có phải đâu, cả dòng cái họ tôi hả, ai cũng giao gà hết trơn á. Bà nói vậy chẳng khác mà hả, bà nghe cho tôi. Tự nhiên bây giờ hai đứa mình chửi lộn nhau hả, tao nói cho biết nha. Không, cái chạy gà của mày là nuôi như thế nào cho người ta luộc con gà một tháng tiếng rưỡi không chín. Bây giờ tao với mày phải đi giải quyết cái đó. Nếu không giải quyết thì cả hai đứa bằng tiếng hết đó, phải mình tao đâu. Không bị chạy nữa đâu. Mày yên tâm, có địa chỉ tôi nói, tao vừa ship gà nó xong rồi nghe chưa. Đi qua bãi giải quyết cái nào. Tôi mà không xé nát con nhỏ này như xé gà hả, tôi không bỏ chạy gà nữa. Đi. Ủa rồi con có đi không? Xong đi, ngồi đó làm gì? Mày xách xe chạy chở mẹ đi nè. Trời, tối ngày đi chửi lộn biết ra tiền không nữa. Đâu mày đưa con gà tao coi coi. Nè, coi đi. Trời ơi, bà nội cha con gà mày luộc hồi nào mà mày lấy chín. Bà cố nội ơi, bà cố nội. Con bắt lên con luộc một tiếng rưỡi rồi đó. Sao? Chín chưa? Ủa gà gì chín hả? Luộc rồi hả? Trời ơi, mẹ bà mày chần nước sôi mà đó, con này hả, chần nước sôi rồi hả? Tao đi bằng đồng gối đó. Cô ơi cô nghĩ sao vậy? Con gà này chín tay con mừng nè. Trời, cái da nó còn sống nhăn mà chín đâu mà chín. Trời ơi, rõ ràng là em để trên bếp á một tiếng rưỡi luôn á chị. Em nấu một tiếng rưỡi luôn mà nó cũng không chín. Tiếng rưỡi còn què gì? Mẹ bà mày giờ đi con gà có luộc đâu mà chín hả? Trời ơi, chứ giờ á hả, ai đâu mà ở không mà ngồi canh một tiếng rưỡi gà chưa chín. Gà luôn mất đâu đâu. Gà luôn mất 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 đâu. Gà luôn m
Chị ơi, con tôi giao gà chứ vậy? Chưa anh ơi, ủa mà ai vậy? Dặn gà gì mà giao anh? Trời ơi, nãy kêu gà tôi, kêu gà tôi mà. Em kêu đó chị. Ờ, hồi sáng nhà hết gà mà em quên. Ui mày hại chế mày rồi. Trời đất ơi, là trời cái bà nội cha nó đục con gà mà nó không mở bếp ra một tiếng nữa nó không chết. 15 tiếng còn không chết nữa. Mày nghĩ sao vậy? Mày bà nó bỏ hết công ăn chuyện làm mối ma của tao. Tao qua đây tụi bay băng vô thế này thế nọ. Nghĩ sao con gà mày ngâm nước rồi nó thành dội cũng không chết nữa. Tụi bay rảnh lắm hả? Mày để cho con tao có xé mày giống như xé con gà không? Vậy là em vô tội đi em. Nó vậy hả? Mày hả? Chạy hả? Chạy hả? Vô nồi hết. Nghe chưa? Quá trời quá đất tụi bay. Không có coi tao ra gì hết trơn á trời. Chạy vòng 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 bắt tao gột chạy vòng vòng vòng. Ăn có cái chân gà thôi mà cực ơi là cực vậy đó. Quá trời quá đất. Hết chân gà sát, chân gà sát. Chân gà sát. Chân gà sát. Quá. À, thơm quá. Chính rồi. Tao nói rồi, nhà cửa cái nè, thay vì đi ra đường chơi á thì người ta nhà quét dọn nhà cửa đi gì đâu mà bàn ghế góp cái nè. Trời ơi, thời gian đâu mà quét dọn mà nội, thời gian đi chơi sướng hơn. Bởi vậy tao nói đàn bà con gái miếng nết nào trơn á, tối ngày hà nhõng nhõng ngoài đường rồi. Chỉ biết qua nhà người ta ăn trực à. Thì đó, ăn trực rồi có thời gian đâu nữa mà làm. Bà nội, của nội bà để lại cái gì vậy? Thì con dậy đi. Chứ gà sát nè má. Ông ăn đâu? Ba đồ ăn con nít. Trời, bà của nội thì bà không biết gì trơn á. Trời ơi, mấy cái này ha, ăn là bị ghiền đó, dính đó. Ê, tôi thử nha bà. Ngon lắm, ăn đi, ăn đi. Ngon hả? Ngon. Ngon hả? Đúng rồi. Ừ, ngon của mày. Bởi vậy. Ăn với em nữa. Trời ơi, bởi vì tao nói ha, không thử sao biết không ngon. Thử rồi mới biết nó ngon thế nào. Ừ, hàng gì mà tao thấy mà tụi nít nó mê dữ dằn. Đúng rồi, nó ngon mà. Trời ơi, má biết không? Con phải gượt nó chạy cũng khùng luôn á. Xù đầu tóc gối nguyên buổi luôn á. À, mày nói gì? Nói vậy. Thôi đừng quan tâm, ăn đi. Trời đất ơi, tao nói ha, chân gà nè, nó bự cổ cố luôn đi trang mấy con gà bà thả vườn hàng ngày á. Ôi, mày gà nhà tôi. Trời đất ơi, đi đâu rồi? Cháu. Gì vậy? Gà sao tắt nè. Trời ơi, mới nhắc gà cứ có gà luôn nha. Ngon lắm. Ngon vậy? Ngon quá ta. Ngon. Sao con nhớ làm một dĩa để bà rủ bạn qua lên cậu nha. Dạ. Ngon hả? Ừ. Bà nội cha mày, gà tao nuôi hả? Mày lạc hết giờ nó rồi. Trời con cây mà tao nhà phá cổ cho mày. Hả mày? Mày đứng lại cho tao cha. Má ơi! Má! Má! Bà nội cha mày, gà tao nuôi. Mày đi lạc hết giờ của nó. Ngon mà má, trời ơi, cháu ngon nè. Thằng chó ơi, chết đi. Sao mày cướp người yêu của tao? Người yêu cái cụ lôi. Mày với mình chia tay lâu rồi, ai mà không biết. Cậu ơi,
Buông ra. Hai anh buông ra coi. Buông ra. Buông ra. Hai anh mà còn đánh nhau nữa. Ra đi đi. Hả? Hai anh mày cái gì vậy? Mày khốn nạn. Tại sao mày cướp người yêu tao? Em còn quýnh nó nữa hả? Cũng nhờ người cảnh báo tao mới biết là hai đứa bài gian dưới với nhau. Mày có điên không? Mày sống trên rừng trên rú, mày uống thuốc rú với mày điên hả? Chuyện mày chia tay Quỳnh cả xã này mà không biết. Quỳnh, em nói đi, anh với em chia tay rồi nè. Hả? Có phải thằng Kha nó dụ dỗ em rồi nó nói bậy nói bạ đúng không? Anh Kha nói đúng đó. Tôi muốn chia tay anh lâu lắm rồi. Tôi chờ cái ngày anh về tôi nói đó, anh hiểu chưa? Nhưng mà tại sao em lại đòi chia tay với anh? Anh có một đồng nào chưa? Lúc nào anh cũng trắng tay hết á. Tôi mà cưới anh về tôi gặp đất bạn hả? Nè, Quỳnh nói đúng đó. Mày cưới Quỳnh về rồi, mày lấy cái gì mà mày lo cho Quỳnh? Nhưng tao thì khác. Tao thể lo mọi thứ cho Quỳnh. Tao thể lấy cái tiệm cầm đồ nhà tao ra làm bảo chứng. Mày thực tế chút xíu đi. Cưới mày rồi, tương lai của Quỳnh sẽ đi về đâu? Thì ra là tại vì mày mà Quỳnh mới bỏ tao. Hôm nay tao không có được Quỳnh thì mày cũng đừng không có. Nè, trời. Nè. Thôi đi. Mày chết đi. Mày chết lại đây mà. Mày tới giết cháu rồi mày hả? Tao giết người, tao không có sợ mày đâu. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Quỳnh ơi, em có sao không Quỳnh? Em thấy chóng mặt mà, chóng người quá. Anh ơi, anh chở em đi bệnh viện đi được không? Cơn này hành em nữa rồi hả? Cái gì? Tụi bay ăn ở với nhau để có con rồi hả? Tụi bay quen nhau bao lâu rồi? Mày bị điên hả? Tao nói là Quỳnh bị cơn hành, chứ tao nói có con hồi nào mày... Quỳnh, để anh đưa em đi đẻ. Thấy lộn, anh đưa đi bệnh viện. Mày chờ tao, tao về tức giận với mày. Đi em. Trời ơi, thiệt là quá đáng. Cái bụng của mày lớn và đòi đi đẻ rồi. Được rồi, tao sẽ làm rõ chuyện này. Tụi bay sẽ không yên đâu. Tụi bay còn sẽ trả giá với cái hành động của tụi bay. Mày sao? Mày làm gì? Mày qua đây mày quýnh tao. Mày muốn bực mẹ đúng không? Khi mọi chuyện bại lộ đúng không? Hôm nay tôi giả cho mày học. Mày làm cái gì vậy? Mày tính quý anh Tâm nữa hả? Mày mà đụng tới anh Tâm á, tao cho mày bầm mình á. Mày không có biết cái chuyện gì hết. Sau này biết hết mọi chuyện, mày sẽ hối hận. Đúng, tao hối hận. Tại vì tao tin mày, tin bạn nên mất vợ. Anh nghe là Quỳnh. Rồi rồi rồi, anh tới liền. Tao có một chuyện gấp phải đi rồi. Sau này mày sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Mày coi chừng tao đó. Nhắc tới Quỳnh là tao ứa gan. Đó, em thấy chưa? Thằng Kha nó qua đây nó quýnh anh là nó muốn bịt miệng anh là khi mọi chuyện bại lộ rồi đó. Em cũng cảm ơn anh nha. Nhờ anh á mà em mới biết tụi nó lén lút qua lại với nhau. Mà nói em nghe nè, thằng Kha nó chỉ là lót đường thôi, chứ con Quỳnh nó cũng quen lung tung lắm. Nó còn quen con của chủ tiệm vàng với chủ xe khách nữa. Mấy cái dân đó mới có tiền. Trời đất ơi, sao Quỳnh sống buông thả quá vậy? Có cái gì đâu. Thì con Quỳnh á, nó ham ăn chơi. Thì nó phải quen, nó cặp với những người vậy có tiền mới cung phụng được, mới thỏa mãn nhu cầu cá nhân của nó chứ. Không được đâu anh Tâm ơi. Quỳnh á, dù gì á, cũng là người yêu cũ của em. Em không thể nào mà để cho Quỳnh á, bị mất danh dự như vậy. Không được. Lấy, từ từ đã, lấy. Tại sao em lại quen hết người này rồi tới người kia trong xã? Em làm như vậy á, em không thấy xấu hổ hả? Tôi quen ai là chuyện của tôi, mắc gì tôi phải nói với anh? Cô Quên, sao lại bỏ quá chị vậy? Em có biết em làm như vậy là không còn nhiều thời gian hay không? Cái gì? Quá chị? Chuyện này là sao? Không lẽ đến lúc này tao không giấu mày nữa. Thật sự là Quỳnh bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Trời ơi, Quỳnh, tại sao em lại giấu anh? Tại sao em lại không cho anh biết hả? Tại vì Quỳnh không muốn làm khổ mày. Sợ mày biết rồi phải hy sinh về Quỳnh. Cho nên Quỳnh mới nhờ tao đóng giả cái màn kịch ngoại tình này để cho mày chán, mày rút lui. Quỳnh,
Em phải biết á, là cho dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ mãi mãi ở bên em mà. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả Quỳnh? Bởi vì em quá hiểu anh. Em hiểu anh đến mức em không muốn làm khổ anh nữa. Chỉ có khi không ở bên cạnh em á, anh mới là người đau khổ thôi. Còn chuyện những lời đồn về Quỳnh thì sao? Tất cả là từ cái miệng thúi của ông cha Tâm ra. Ông Tâm ông làm gì? Thì từ lúc mày lên trên rừng khai phá, ông ở nhà ông cứ ve vãn Quỳnh. Quỳnh từ chối, ông tức quá ông đâm ra ông nói xấu Quỳnh. Trời ơi Quỳnh, anh xin lỗi em, anh hiểu lầm em. Tao cũng xin lỗi mày, tại vì hiểu lầm mày mà tao có những suy nghĩ không tốt. Có sao đâu bạn già, không biết là không có lỗi. Mày tin tưởng tao là được rồi. Mày đợi tao một lát. Đi vô đây, đi. Chiên da thịt bò người khác, tôi canh me ông lâu lắm rồi nha. Sao vậy? Sao suốt ngày cứ thập thò rình mò người ta vậy? Anh Tâm, anh làm như vậy mà anh coi được hả anh Tâm? Tại sao anh lại làm vậy? Anh xin lỗi. Tại vì anh nghĩ là ăn không được thì anh phá cho nó thôi. Mà anh đâu có ngờ là Quỳnh nó bệnh nặng gì đâu. Giờ anh thấy anh nái nái quá. Anh Tâm, anh làm như vậy anh có biết là anh ác lắm không? Tôi với anh không còn là anh em nữa. Anh đi đi. Còn Quỳnh, từ đây về sau anh sẽ bên cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua trong thời gian thử thách này. Anh mình tha trễ rồi sao? Trời ơi, anh có lỗi với ba quá ba. Không lẽ nó bổ thằng ba vô bao rồi nó chở đem thả xong. Tình hình đang nguy cấp lắm. Thằng ba thằng ba xe nó bị cái gì? Có gì nói từ từ, thằng ba xe ôm nó bị bỏ vô bao chở đi rồi. Bây giờ Tám gọi lên phường cho anh Sáu liền nha, để từ đi theo dõi thằng hung thủ nó mới chạy đi nè. Bây giờ tình hình nó rất là căng thẳng. Tám mà giữ bình tĩnh nha. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Còn nếu mà tới công chuyện là ta chơi xả láng luôn. Tôi theo thằng đó là cẩn thận nhau. Coi chừng là có đồng bọn đó. Được rồi, cúp máy nha. Để tôi theo dõi nó liền nha. Để không thôi là mất dấu của nó đó. Bây giờ tôi làm gì thằng ba xe ôm xong rồi, ông phải lấy cái bao đó chứ.
Thôi rồi, rồi. Thì ra nó xử lý chú ba để buông năm món. Chẳng lẽ tới ngày cuối đời mà chú cũng không được còn vậy hay sao? Trời ơi, giá xăng đang lên, bây giờ cứ nói vậy hoài ai chịu tiền xếp ba? Tới lúc này còn tính giá xăng, con người ta chứ phải vì xin la mà tính con dữ. Nè, mới có một ngày thôi mà anh nói hôi là sao? Bây giờ ông lấy phải không? Chở cái bao đó về nha. Trời ơi, tại sao chúng người nhìn tâm anh như vậy? Thương quá ba ơi. Chết rồi, nó phải gạt rồi. Thôi rồi, chạy tới nóc luôn. Ta đã cô gì với ngày này làm sao quên nha ta. Tao nói thiệt với mày, thằng ba nó... Kìa nó kìa, Tám. Sao Tám ở đây vậy? Tôi báo với anh Sáu rồi, tại tôi lo cho Tư nên tôi theo định vị của cái số điện thoại của Tư tới đây nè. Trời đất ơi, trong lúc đang căng thẳng ê cái não mà Tám lù xuất hiện bây giờ làm cho tôi muốn suy cái não sau khi tỉnh luôn á Tám. Ai có biết gì đâu, tại... hay là bây giờ gì nè, tôi đứng phía sau lưng cái Tư nè, tôi bảo vệ cho Tư để nó khỏi tập kích phía sau. Trời ơi, Tám ơi là Tám, nó mà phát hiện ra Tư với Tám là không còn sao chứ gì hết trơn á. Bột phát bọc lên thẳng bằng thào luôn á. Mày, nó xuôi. Bây giờ đừng cứ lòng vòng gì nữa, nó chạy đi rồi kìa. Tư với Tám theo nó nhanh, mau lên, để không thôi là mất manh mối hết. Ok, lên xe, Tám theo, đi, nhanh lắm. Trời, mày xuống xe. Gì vậy? Nè. Mày muốn phi tan chứng nữa hả? Ê. Mày giữ nguyên hiện trường chứ nếu không hả? Tao quánh loa ba xương mày bây giờ. Mày tháo giày ra, bỏ bao xuống. Tao lên. Chuyện gì với cha má tự nhiên chặn đường con kêu con giơ tay lên là sao? Từ, nó có đồng bọn gì không vậy? Nó đi có mình à. Yên tâm. Mày bỏ cái bao xuống, bỏ lên. Từ. Nhanh lên. Từ, kiểm tra coi có phải chú ba không? Bỏ xuống đất liền với tao. Đứng lên, giơ hai tay lên, úp mặt vô con cây, bỏ lên. Con coi, có phải chú ba không? Bao ra cha. Vụ gì vậy? Này bao thịt heo của tôi mà. Trời đất ơi, bữa giờ tôi bị đau bụng, tôi không có tiếp khách, cho nên là tôi ở trong nhà đó. Tôi phải nhờ thằng Nam chở bao thịt heo này đi, không mấy lần nó bị hư. Mà mấy ông mấy bà làm gì vậy? Rồi mấy bữa giờ trong nhà chú ba tiếng động gì quá trời, rồi tiếng la hét cái chổng là sao? Ủa nhà tôi không có tivi hả? Tôi bệnh tôi nằm một mình, tôi buồn tôi mở tivi tôi coi không được hả? À quên nữa, nãy anh Sáu trên phường anh xuống á, vô anh thấy tôi nằm trên giường. Rồi bây giờ tôi mới biết là hai giờ vợ chồng mấy người làm tự tưởng tượng ra rồi đặt điều này nọ mọi thứ nha. Ảnh nhắn là hai vợ chồng lên trên chờ anh làm bản tường trình kìa. Ô là trời, tại vì ổng nhiễm phim quá nên đông ra ổng mới vậy á mà. Trời đất ơi. Chú ba, mọi chuyện rồi, hiểu lầm rồi chú ba. Cũng tại bà đó. Lỗi với bà đó. Bà xú tôi đi điều tra nè. Làm cái gì ông gọi điện thoại ông nói vậy chứ bộ, rồi tôi mới nói là ông bị ám toán chứ sao tôi biết được. Trời ơi trời. Cũng có bà nhiều chuyện. Bà cũng có ông nhiều bà. Chuyện. Ông á. Cũng bà mà xú tao. Ông á. Con tao, ăn cơm. Ai dạ. Mày. Làm gì mày? Em có sao không?
Túi em nè. À, dạ. Hồi nãy anh có bị thương ở đâu không? Đâu có gì đâu. Anh là vua lì đồn mà. Mấy này nhầm nhò gì? Ủa, mà sao em đi một mình qua đường này vậy? Đường này nó vắng vẻ, nó nguy hiểm lắm á. Dạ, tại nhà em gần đây nè. À, hay là anh ghé nhà em chơi xíu đi. Vậy em mời anh nước thay lời cảm ơn nha. Không. À, không phải từ chối được. Dạ, vậy thôi mình đi ha. Trời ơi, anh thông cảm nha, nhà em hơi bừa bộn. Tại vì em không có thời gian dẹp dọn á anh. Kiếm cho mình ngồi đại đi anh. Ủa da. Trời đất ơi, cái bàn chải đánh răng em kiếm cả tháng mà không có. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều nha. Em ơi. Không mấy anh thấy mấy cái đồ ăn này nè, nó móc meo lên hết rồi. Không mấy mình dục đi chứ hại sức khỏe lắm em. Sao mà bỏ được anh? Em đang nuôi nấm mà. Anh không biết nấm là sinh vật sống hả? Mà lỡ như anh bỏ nó chết làm sao? Sáng tạo. Em ơi, anh thiết nghĩ như vậy. Giờ trưa rồi, giờ anh cũng đói bụng quá. Không mấy em vô em nấu ăn đi. Còn mấy này anh dọn cho. Thiệt hả? Trời ơi, cảm ơn anh nhiều nha, anh tốt bụng quá. Đi nha. Biết Hoàng nấu gì mình ăn ta. Hoàng ơi. Hoàng ơi, em đâu Hoàng? Dạ em nè. Em mới làm gì vậy? Em mới đi vệ sinh à. Ê, mình mới đi vệ sinh á, mình có rửa tay chứ? Rửa tay làm chi anh? Em tính giơ gạo xong sẵn em rửa tay luôn cho nó tiện. Em thật tiện và sáng tạo. Ừ, cảm ơn anh. Em ơi, anh thấy cái nước chanh nó đục đục, nó dơ dơ sao sao mình ăn? Dơ là dơ làm sao? Anh sạch sẽ quá đáng nha. Trời ơi, cái này thôi mình chỉ cần nấu lên, nấu chín lên cái mình ăn không sao hết trơn á. À giờ sống lâu. Đợi đã nha. Xong rồi nè anh, mình ăn cơm nha. Ăn đi anh. Khoan, em có quên gì không? Quên gì anh? Em quên. Cảm ơn anh nhiều nha. Đừng quên nữa nha. Ừ. Ăn đi nha, ăn đi. Ăn đi, đưa cho em muốn canh cho. Ngon lắm. Rất, ăn đi. Ừ. Ăn đi anh. Ngon không, ngon không? Ngon lắm em. Em nấu mà. Ăn thêm này nữa anh. Trời ơi, cái này ngon lắm. Ăn đi. Em ơi, cái chả này nó bị hư rồi sao rồi đó? Đâu, đem coi thử coi. Nó hơi có mùi thiệt, nhưng mà mình còn ăn được mà anh, không sao đâu. Trời ơi, ăn được là sao? Nè em, miếng chả này anh tưởng là mấy chục năm rồi đó. Em sao vậy? Vậy mà cũng ăn được nữa. Trời ơi em, nhà em á thì hả quần áo không quăng tùm lum. Rồi xong rồi đồ đạc á em không dọn luôn. Anh là anh bán cho trai, anh nhặt cho cha thiệt. Nhưng anh không bao giờ sống dơ với em vậy á. Em gái cũng đẹp đẽ như vậy mà em ở cho mày rác làm sao? Em đâu có muốn vậy đâu. Nhưng mà cái tính là từ nhỏ nó như vậy rồi. Anh cũng giống như mấy người kia. Trên này trên nọ em, không có ai thương em hết trơn. Nín.
tại vì anh cũng muốn tốt cho em thôi. Với lại anh có cảm tình với em thiệt, cho nên anh quyết định sẽ làm cho em thay đổi. Anh nói có thiệt không? Em biết là chỉ có một anh thương em thôi. Anh bị sao vậy? Đau bụng quá. Bác sĩ, lần này anh bị ngộ độc thực phẩm rất là nặng luôn. May mà có người nhà mang vô xử lý kịp thời á. Lần sau nhớ anh uống vệ sinh vô nghe không? Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Anh ơi, em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Thôi, không sao đâu. Mọi chuyện qua rồi. Với lại á, bây giờ em sống lành mạnh đi là được rồi. Em hứa, em sẽ thay đổi. Anh yên tâm nha. Anh, nhân dịp mà anh nằm bệnh viện như vậy, để em chăm sóc anh nha. Em sẽ nấu cháo mỗi ngày đem vô cho anh. Giờ em còn muốn nấu ăn nữa hả? Sao vậy? Em đã hứa là em sẽ thay đổi mà. Không phải là anh không thích, nhưng mà giờ anh khát nước. Không mấy em rót cho anh ly nước được không? Được, anh ngồi đây nha, anh đi rót nước cho anh. Nhớ nha.